Hello, xin chào tất cả mọi người. Video này chỉ là một video rất là ngắn. Mình chỉ bày cho các bạn là cái mẹo để các bạn có thể AFK, là đợi cho cái thanh stock của các bạn nó đầy lên thôi nhá. Thay vì các bạn phải online game, thì ví dụ như các bạn không muốn online mà các bạn vẫn muốn cho game nó chạy để cho cái thanh stock hoặc là research nó đầy, thì làm cách nào đây? Ok, sau khi mà chúng ta đã làm đầy thanh supply rồi đấy, trước khi mà chúng ta AFK để máy, chúng ta phải làm đầy thanh supply rồi, thì là cái này để chúng ta AFK này để không cho bị kích ra khỏi game á. Có hai cách. Cách thứ nhất là bạn mua cái security upgrade trong xưởng mân cơ ở cái laptop nè, bên này đây, các bạn vào đây nâng cấp cái đây upgrade là các bạn nâng cấp cái security này lên, thì nó sẽ cho các bạn một cái máy camera nằm ngay đây. Rồi, ống vào đây. Rồi, và tới là các bạn treo game ở đây thôi. Đừng có tap ra ngoài coi chờ rôm nha, nó vẫn bị kích á. Treo game ở đây, các bạn vẫn để game nó chạy. Đó, vẫn game nó chạy ở đây. Các bạn tắt màn hình máy tính đi, rồi các bạn đi ăn, đi ngủ hay đi làm đi gì đó, để đây chơi thôi. Đừng có tap ra ngoài nha, để cho máy nó chạy cái game này nha. Để cho máy nó luôn luôn chạy game với chế độ full screen này, và các bạn phải bật game này lên nha. Đừng có tap ra ngoài coi chờ rôm hay coi cái gì hết. Phải tap vào vô game. Ok, tắt màn hình đi và đợi thôi. Mất khoảng chừng 1 đến 2 tiếng là cái thanh supply bạn nó sẽ hết và stock của bạn nó sẽ lên được khá khá đấy. Ok, và cách thứ hai là các bạn về cái căn nhà của các bạn á, về cái apartment của các bạn á, các bạn mở TV lên các bạn xem và tắt màn hình máy tính đi. Đi chơi thôi. Rồi, mình có nói ngắn gọn một ơi, nói thêm một cái xíu này nha. Đây chính là cái chỗ để các bạn chỉnh súng nè, khi mà các bạn mua cái Gun Loader đó. Và đây là cái căn phòng private room cho các bạn nè. Rồi, như đó thôi nha. Gun Loader thì bấm vào đây. Đó, rồi các bạn chỉnh súng là để các bạn hiện các bạn tắt hay không thôi. Thì nó sẽ mất đi trong này, khỏi mất công phải chỉnh nhiều súng. Thế thôi. Và đó là tất cả hết những gì mà Bunker mình biết dành cho các bạn, nên những thức kiến thức cơ bản ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Nhớ like và subscribe nha.